Quậy sẽ cho các bạn 5 giây cuối cùng để cho các bạn nhận quà. Và sau khi nhận quà xong, các bạn sẽ ngồi xuống đúng vị trí của mình. Mỗi một bạn chỉ cầm một ông sao, bạn nào cầm hai ông sao, anh Quậy xin phép thu hồi lại. Và xin được mời tất cả các bạn trẻ tuổi từ 35 đến 40 mang sao lại khu vực sân khấu cho anh Quậy nhá. Các bạn trẻ hay kể, các bạn trẻ 3, các bạn trẻ 25, 26 tuổi kia xin mời mang sao lại khu vực sân khấu. Bởi vì đây là phần quà riêng dành cho tất cả các bạn nhỏ trong vòng ngoài xã hội nào phạt chương trình Trung Thu. Bây giờ anh Quậy xin được chúc tất cả các bạn. Chào tất cả các em đến đây. Hôm nay rất vui, nhóm chúng tôi được tổ chức đêm Trung Thu cho các em ở Lạp Bạc. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến và cùng với nhóm chúng tôi để thực hiện chương trình này. Xin kính mời cha xứ lên để phá tế Tết Trung Thu. Sau chương trình phá tế, chúng tôi sẽ lần lượt phát quà cho các em. Vì thời gian cũng không cho phép nên là xin mọi người ở lại để chúng tôi cùng phát quà và phá cố ạ. Xin cảm ơn bạn. Xin cảm ơn các anh chị. Cha thấy chương trình hôm nay rất là vui. Chúng ta thấy có vui không? Có vui không? Nhưng mà vui nhưng mà phải nghiêm trang và trật tự. Cho nên cha đề nghị tất cả những ai có thế ngồi xuống, xin nhạc nhỏ lại để cho một tí. Rồi, xin nhạc nhỏ lại một tí.